365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 110. Lời Chúa Giê-xu trong Tin Mừng Luca, chương 11, câu 23. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Lời Thánh Teresa Calcutta. Bạn hãy giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong tim bạn, vì chỉ có Ngài là đường để đi theo, là chân lý để rao truyền, là tình yêu để yêu mến. Học với Chúa Giê-xu. Ngày xưa, có một con quỷ hiện về, báo cho người đàn ông biết là gã sắp chết. Nhưng nó lại bảo gã rằng, nó có thể cứu gã nếu gã chịu làm một trong ba điều sau. Một là giết tên đầy tớ của gã. Hai là gã đánh đập vợ. Ba là gã hãy uống rượu. Gã kia nghĩ, ta không thể giết tên đầy tớ trung thành, đánh vợ thì vô lý quá, vậy ta uống rượu. Rồi gã lấy rượu uống, đến chừng say quá, gã đánh vợ, tên đầy tớ nhào vô can, bị gã cho một dao chết tươi. Câu chuyện trên đưa lại một bài học thấm thía: đừng nghe lời dụ dỗ của sự dữ, và đừng bao giờ thỏa hiệp với sự dữ. Vì khi bị sự dữ và ma quỷ làm chủ, và ta bị chúng kéo vào bè phái của chúng, ta sẽ bị phân tán và lìa xa Chúa. Rồi bằng nhiều cách khác nhau, ma quỷ sẽ bắt ta trở thành quân cờ để chúng dùng trong việc chống lại Chúa, chống lại anh chị em. Vì thế, lời Chúa Giê-xu nói hôm nay, trích từ biến cố chúa trừ một tên quỷ câm, là bài học cảnh tỉnh rất quan trọng. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Để sống được tinh thần tự do thanh thoát với thế lực của sự dữ, và để chung tay chung bước với Chúa trên mọi nẻo đường và trong mọi nhịp sống, bạn và tôi cố gắng giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong trái tim chúng ta, như Thánh Teresa Calcutta nói. Qua đó, bước chân đời ta không lạc lối, vì ta có Chúa là đường để đi theo, ta có Chúa là chân lý để hướng về, và ta có Chúa là tình yêu để sống yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa biết sự dữ luôn muốn tách chúng con ra xa khỏi Chúa, và rồi tạo nên thế lực để chống lại Chúa. Chúa cũng biết chúng con yếu đuối và dễ dàng sa ngã vào cạm bẫy của sự dữ. Xin Chúa gìn giữ chúng con trước mọi cám dỗ của sự dữ. Và nếu chúng con có rơi vào gọng kìm của sự dữ, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi và đưa chúng con về lại con đường của Chúa. Trên hết, xin Chúa giúp chúng con trung kiên theo bước Chúa
và gìn giữ ánh sáng của Chúa luôn rực sáng trong trái tim chúng con. Lạy Chúa Giêsu là thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Teresa Calcutta, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay, bạn chú tâm đến cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong bạn. Nếu bạn nhận ra chúng, bạn lập tức nói không với chúng bằng cách bạn nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần hai lời cầu xin trong kinh lạy cha: xin cứu, đừng để con xa trước cám dỗ, xin cứu con ra khỏi sự dữ. Ngoài ra, bạn ghi khắc lời Chúa dạy hôm nay: ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ra diệt những lời mời, người hay ăn vào chai cơm. Ôi cơn mê Adam, ôi cơn mê kiêu căng, làm tan vỡ thiên đàng. Cơn cám dỗ miệt mài dùng giá thấp hèn bàn nắng, thôi thúc những mộng đời tìm kiếm danh lời quyền thế. Ôi cơn mê Cain, ôi cơn mê ghen tuông, chồng chất giữa đời bao trái ngang. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng lời Giêsu dẫn lối, tin lại tin yêu. Con được rào sáng, ra diệt những lời mời, hạnh phúc xây bằng kho lẫm. Ôi cơn mê cao xa, say sưa bên xa hoa, làm sao cứu linh hồn. Cơn cám dỗ nằm chờ, chờ lúc khôn cùng khổ đau, răng kín đôi ngài ngùng, từ chối neo đường thấp giá. Ôi cơn mê buông xuôi, câu xin vâng phôi phai, còn đâu hướng về đỉnh cao. Cơn cám dỗ ngàn năm qua vẫn thế, xa lánh Chúa rồi vẫn.
con sẽ mất Chúa, chỉ còn hư vô. Xin Chúa đến dìu con qua bóng tối, xin ánh sáng